ユミさん、来月日本へ行くの？うん、来月の20日。なんで日本行くの？日本で働きたいから。仕事？何の仕事？ガンズメマクシネ。何それ？Xin chào các bạn, mình là Tâm. Chào mừng các bạn đã trở lại với series mới của Era TV. Trong đoạn hội thoại vừa rồi thì các bạn có nghe được từ mà bạn Yumi nói không nhỉ? Ngành mà bạn Yumi sắp làm ở bên Nhật là Kanzume Makishime. Kanzume Makishime là gì nhỉ? Đó là một từ chuyên ngành về thực phẩm. Vì vậy, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là 20 từ vựng chuyên ngành về thực phẩm. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Hiện nay, chế biến thực phẩm cũng là một trong những ngành ra rất là hot tại đất nước mặt trời mọc. Chiếm thị trọng khá là lớn trong các ngành công nghiệp của Nhật Bản và ngành này cũng đã thu hút rất là nhiều những người đăng ký, đặc biệt là ở các nước như là Việt Nam, châu Á, Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Yêu cầu tuyển dụng của ngành chế biến thực phẩm thì không quá khe, môi trường làm việc ở trong xưởng cũng rất là sạch sẽ, cho nên là rất là phù hợp với những bạn không thích những công việc quá nặng nhọc. Tuy nhiên, để có thể làm việc một cách tốt nhất thì chúng ta cũng nên học một số từ vựng về chuyên ngành chế biến thực phẩm. Vì vậy, hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên là về danh từ. Chúng ta sẽ có những ngành nghề cơ bản như là Sozai Seizokyo. Sozai Seizokyo là chế biến đồ ăn nhanh. Từ tiếp theo là một từ mà chúng ta đã nghe ở trên đoạn hội thoại vừa rồi. Kanzume Makishime. Kanzume Makishime chính là đóng hộp thực phẩm. Tiếp theo cũng là một trong những ngành được rất là nhiều bạn đăng ký, đó chính là Pan Seizo. Pan Seizo là chế biến bánh mì. Trên đây là ba ngành nghề hot nhất của ngành nghề chế biến thực phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ có một từ Shokuchu Doku. Shokuchu Doku là ngộ độc thực phẩm. Tương tự với từ ngộ độc thực phẩm, chúng ta sẽ có một từ về dị ứng. Shokuhin Allergy. Shokuhin Allergy là dị ứng về thực phẩm. 例えば Shokuhin Allergy は体から異物と認識される成分を含む食品です。Có nghĩa là thực phẩm gây dị ứng là những thực phẩm có chứa những thành phần mà cơ thể xem là dị vật. Từ tiếp theo của chúng ta là một từ về vi sinh vật. Vi sinh vật có nghĩa là vi xê bút sử. Vi xê bút sử có nghĩa là vi sinh vật. Chúng ta sẽ có hai chất cơ bản là chất hữu cơ và chất vô cơ. Vậy thì chất hữu cơ sẽ là yuki bút sử và chất vô cơ sẽ là muki bút sử. Yuki bút sử và muki bút sử, chất hữu cơ và chất vô cơ, mọi người hãy cố gắng nhớ nhé. Từ tiếp theo là một từ mình rất là hay sử dụng khi mà chế biến thực phẩm cũng như là sử dụng khi mà chúng ta nấu ăn hàng ngày nữa. Genzaidio. Genzaidio có nghĩa là nguyên vật liệu dùng để nấu ăn ý. Từ tiếp theo là một từ về vi khuẩn. Vi khuẩn là saikin. Nghe rất là giống cái từ mà saikin gần đây đúng không? Tuy nhiên chữ Hán của nó khác. Saikin có nghĩa là vi khuẩn, chữ Hán này nhé các bạn. Hai từ tiếp theo, không chỉ những bạn mà đang làm trong ngành thực phẩm mà tất cả chúng ta, những người mà đang sử dụng và tiêu thụ thực phẩm cũng phải biết. Đó chính là từ Shohikigen và từ Shomikigen. Shohikigen tức là hạn sử dụng. Hai từ này, Shomikigen cũng có nghĩa là hạn sử dụng. Vậy hai từ này khác nhau gì nhỉ? Từ đầu tiên, Shohikigen. Sau thời hạn sử dụng này thì chúng ta không thể ăn được nữa các bạn nhé. Shohikigen. Shohi ở đây là tiêu dùng, thì sau thời hạn này các bạn không thể dùng được nữa. Còn từ dưới Shomikigen. Shomikigen thì sau hạn sử dụng này thì thực phẩm sẽ không còn được ngon nữa, tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể dùng được nhé. Phần thứ hai là về động từ. Động từ đầu tiên của chúng ta có là Kensasuru. Kensasuru có nghĩa là kiểm tra. Động từ thứ hai là Serisuru. Serisuru là sắp xếp, chỉnh lý. Từ thứ ba là Hososuru. Hososuru có nghĩa là bảo quản, đóng gói. Ta tuệ bà Hososuru mae ni shokuhin o chikku shinakereba naranai. Tức là trước khi đóng gói thì chúng ta phải kiểm tra thực phẩm. Từ tiếp theo của chúng ta là một từ về bảo quản. Hokan. Hokan có nghĩa là bảo quản. Và hokan thì không có ư ở giữa nha mọi người. Thứ tiếp theo chúng ta có sẽ là tiêu thụ, là shohisuru. Shohisuru có nghĩa là tiêu thụ, tiêu dùng.
Từ tiếp theo chúng ta có là 回収する. 回収する có nghĩa là thu hồi. Thu hồi ở đây tức là thu hồi những cái sản phẩm lỗi. 例えば, 一部の作品にカビの剥製が認められたため回収することにします. Tức là vì phát hiện nấm mốc trong một số thực phẩm nên là đã quyết định thu hồi. Hai từ cuối cùng mà chúng ta có là làm đông và làm mát. Làm đông sẽ là冷凍する. 冷凍する là làm đông. Vậy còn làm mát là gì nhỉ? Làm mát mình sẽ có từ 冷却する. 冷却する là làm mát. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn 20 từ vựng thường được sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm. Đây là một công việc mang lại mức lương khá là ổn định và phù hợp với các bạn không thích những công việc quá nặng nhọc. Tuy nhiên, điểm yếu của công việc này đó chính là các bạn thường xuyên làm việc với người Việt Nam và chỉ tự mình làm việc với dây chuyền mà không giao tiếp nhiều với người Nhật. Chính vì vậy, khả năng giao tiếp và nghe nói của các bạn làm việc trong ngành chế biến thực phẩm thường khá là yếu kém. Cho nên là các bạn hãy cố gắng tận dụng những khoảng thời gian mình có thể để nói chuyện với người Nhật, sếp Nhật để có thể nâng cao trình giao tiếp của mình nhé. Và nếu thích video của mình, đừng quên cho mình một like, một share và comment ở phía dưới nhé. Subscribe kênh YouTube của Edura TV để theo dõi hơn những video của chúng mình. Cuối cùng, và mình là Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye!